Hồi xưa thì ở ngoài đời đó tôi chưa đi tu thì nào là tôi nghiện cà phê, thuốc lá tôi chưa có hút, rồi nói lúc nào có biết hút. Rồi đi chơi riết rồi không chịu uống rượu thì mấy ông thầy giáo thốc thốc riết uống bia, bắt đầu muốn nghiện bia. Rồi đi chơi tùm lum cái càng ngày càng xuống dốc. Thì hồi đó là người nữ đau khổ, hồi đó hai bên đánh nhau kịch liệt, mấy ông thanh niên chết lên khên, mấy cô trẻ trẻ đó 16, 17, 18, 19, 20 quá chồng cả đống. Thì mấy thầy giáo o vô một ông 4-5 bà, tôi nói nó vô tới xuống trên trường học nó đánh ghen, tôi nói nhờ cái đó mà tôi mới đi tu, tôi thấy cuộc đời không có sung sướng được.